Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nhịp sống thị trường cho biết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản BHS, BHS Group, Nguyễn Thọ Tuyển nhận định, cứ ba môi giới bất động sản thì có hai người đã bỏ nghề. Chính vì vậy, khủng hoảng môi giới làm đậm đà phục hồi của bất động sản hiện nay. Theo ông Tuyển, trong thời điểm hiện tại, những động thái tốt đối với ngành bất động sản là việc mọi người hay nhắc đến các cụm từ như giải cứu thị trường bất động sản, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, hay đổi mới pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho ngành bất động sản. Tín hiệu tốt được thể hiện ở những bằng chứng như là việc lãi suất đã và đang tiếp tục giảm, một số tỉnh tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp trong việc tháo gỡ pháp lý các dự án. Đồng thời, Quốc hội liên tục họp để tiếp tục chốt lại những điều luật cuối cùng của luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Chủ tịch BHS Group cho thấy một số chủ đầu tư đã bắt đầu ra hàng, một số thị trường nhen nhóm tín hiệu tốt. Một chương trình mới cho thị trường bất động sản đang mở dần ra. Khó khăn trước mắt vẫn còn, nhưng những gì khó khăn nhất đã ở phía sau lưng những người làm bất động sản. Tuy nhiên, những tín hiệu trên chỉ là những bước chậm rãi nhằm khôi phục thị trường bất động sản. Bởi khi nhìn đến nhân tố vô cùng quan trọng của thị trường, thì một tham cảnh lại hiện ra. Cụ thể, các sàn giao dịch và lực lượng môi giới bất động sản là những người lan tỏa thông điệp thị trường rất nhanh, đồng thời là cầu nối giữa người mua và người bán để thúc đẩy quá trình thanh khoản của bất động sản diễn ra hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dù thực tế nguồn cung và cầu có tốt hơn, nhưng mắc xích môi giới yếu sẽ làm chậm quá trình phục hồi của thị trường lại rất nhiều. Ông Tuyến cũng cho biết thêm, nghiên cứu của bộ phận BHS R&D về thực trạng ngành môi giới bất động sản cho thấy lượng sàn giao dịch đóng cửa tạm dừng hoạt động lên đến gần 50%. Trong số 50% còn lại, có tới 30% sàn giao dịch đang hoạt động cầm chừng, không trả lương cho môi giới hoặc bán được hàng thì mới có lương. 20% còn lại có hoạt động thực tế nhưng dựa trên một kho hàng eo hẹp, chủ yếu ở thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cho chủ đầu tư Vingroup. Về lực lượng môi giới biến mất một cách nhanh chóng, cách đây hơn một năm, chỉ cần một sản phẩm mới ra thị trường đã có tới hàng ngàn môi giới tham gia. Nhưng hiện nay, đến 70% môi giới đã chuyển sang công việc khác, 30% còn lại là những người lành nghề, có sẵn tích lũy tiền bạc mới chống chọi được trong thời gian khốc liệt vừa qua. Nói về nguyên nhân khiến thị trường bất động sản gặp khủng hoảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản BHS, BHS Group cho biết, chủ yếu do thị trường bất động sản mất thanh khoản đột ngột, các chủ đầu tư bất động sản rơi vào tình cảnh khó khăn, việc thanh toán công nợ cho sàn và môi giới bị chậm. Nhưng làm môi giới bất động sản, ráo mồ hôi là hết tiền. Một khoản tiền về sẽ chia ra cho các chi phí quảng cáo, tiếp khách, đi lại, v.v. Thậm chí là cả cắt tiền cho khách, cắt máu. Như vậy, khi công nợ về, số tiền còn lại cũng không thể hưởng cả. Nếu tiền không về, thì thảm cảnh chắc chắn sẽ diễn ra. Do vậy, sàn giao dịch không đủ kinh phí trả lương. Còn môi giới không đủ tiền để tiếp tục duy trì và đầu tư tiếp cho nghề. Một số môi giới bất động sản ở lại với thị trường, thực tế cũng không có nguồn hàng mới đủ uy tín để bán. Ông Tuyển cho biết thêm, một bài toán tổng thể giúp cho thị trường bất động sản tốt hơn, đặc biệt là cần sự góp mặt của lực lượng môi giới chuyên nghiệp. Họ khai phá tạo ra thị trường và nhu cầu đối với sản phẩm bất động sản, định hướng cho nhà phát triển tạo ra nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường, kết nối cung cầu. Bên cạnh đó, Chủ tịch BHS Group cũng kỳ vọng các chủ đầu tư sắp tới sẽ có dồi dào nguồn cung bất động sản hơn, có tiềm lực để giải quyết công nợ, đặc biệt có góc nhìn thực tế hơn về lực lượng là cánh tay nối dài của họ tới khách hàng. Bởi lẽ, đội ngũ môi giới chất lượng luôn là chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thanh khoản của bất động sản. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước ngừng hiệu lực thi hành Thông tư 06 là tin vui đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Điều này sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận tín dụng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, trong đó có tín dụng cho bất động sản. Các doanh nghiệp cho biết, việc hoãn thi hành một số quy định cấm cho vay tại Thông tư 06 sẽ giúp tháo gỡ các rào cản đối với các doanh nghiệp lẫn người dân có nhu cầu vay để phát triển dự án, mua các sản phẩm bất động sản. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng vừa công bố hạ lãi suất giúp khơi thông tín dụng cho thị trường.
ông Mark Townsend, cố vấn cấp cao Arcadia Consulting Việt Nam, đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang xuất hiện những chồi xanh của sự phục hồi. Cũng theo ông Mark Townsend, thị trường nhà ở hiện đang tiếp tục ghi nhận tín hiệu hồi phục, một phần quan trọng nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ trong việc khôi phục niềm tin vào tất cả các bên liên quan. Sự hỗ trợ này thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm việc thực hiện đánh giá bắt buộc quyền phát triển dự án và tạo điều kiện đàm phán trực tiếp giữa chủ đất, nhà phát triển để giải phóng mặt bằng. Ông Mark Townsend cũng đã cho biết thêm, giá nhà ở thứ cấp tiếp tục tái cân bằng nhưng nhu cầu đang tăng lên với các điều khoản thanh toán hợp lý hơn và lãi suất thấp hơn. Cụ thể, ông Townsend nói, khi người mua bắt đầu thấy giá và nhu cầu tăng trở lại, điều đó sẽ tạo ra sự cấp bách, được củng cố bởi nhu cầu bền vững. Tôi cho rằng chiến lược mua thấp bán cao lâu đời rất có thể được áp dụng tại Việt Nam ngay bây giờ. Các nhà đầu tư có tầm nhìn xa có thể tận dụng lợi thế của người đi đầu khi đà thị trường quay trở lại. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, dự báo thị trường trong 20 năm tới, chuyên gia Mark Townsend nhận định thị trường chuyển sang các giải pháp nhà ở phải chăng khi các nhà phát triển cuối cùng cũng nhận thấy nhu cầu bền vững. Chính phủ nhận ra những bất cập trong chính sách và những thiệt hại từ những bất cập này, từ đó điều hành tốt hơn. Ông Townsend nhấn mạnh, quy luật của thị trường bất động sản là một chu kỳ, sau giai đoạn đi xuống sẽ đi lên. Hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một chu kỳ đi lên mới khi thanh khoản đang bắt đầu. Dữ liệu mới nhất của bất động sản, thành viên tập đoàn Property Guru Group cũng cho thấy sau đà giảm về nguồn cung và nhu cầu suốt nửa đầu năm 2023, thị trường bất động sản Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu phục hồi trong tháng 7 vừa qua. Cụ thể, thị trường bắt đầu xuất hiện tín hiệu tăng trưởng trở lại khi trong tháng 7, nhu cầu tìm mua bất động sản trên cả nước tăng 6%, lượng tin rao bán nhà đất cũng tăng 4% so với tháng liền trước. Trong đó, chung cư và biệt thự có lượng quan tâm phục hồi mạnh nhất, tăng 7% đất nền, tăng 6% nhà riêng và đất dự án tăng 3% so với tháng trước. Theo đó, đơn vị này đánh giá thị trường bất động sản ở hầu hết các tỉnh, thành phố vừa trải qua một tháng 7 ấm hơn với lượng quan tâm tăng nhẹ. Nổi bật là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng lần lượt là 9% và 8% so với tháng trước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.